chí quan, thanh đồng, tổ chức thôi nôi cho cặp song sinh, tiết lộ mong ước giản đơn. Chọn vía hai nhóc tì nhà hàng chí quan, thanh đồng cực đáng yêu và khốc khỉnh. Trên trang cá nhân, Hà Chí Quang đăng tải khoảnh khắc gia đình quây quần tổ chức tiệc thôi nôi cho cặp đôi song sinh đầy ấm áp. Chọn vía nhóc tì trong bụ bẩm và đáng yêu. Mặc dù bận gộp công việc nhưng Hà Chí Quang, thanh đoàn vẫn dành thời gian ưu tiên cho các con. Nam diễn viên viết, cúng thôi nôi hai cục kim cương, ca ca, muội muội của cha Quang, ba đoàn. Nhìn con khôn lớn từng ngày là niềm hạnh phúc và động lực của cha và ba. Mong các con luôn khỏe mạnh, thông minh và hiếu thảo. Khoảnh khắc trên là nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, đông đảo khán giả gửi lời chúc ca ca và muội muội như chúc hai con một đời bình an, hay ăn, chóng lớn nha. Các bé dễ thương quá đi. Chúc con khỏe mạnh, đáng yêu. Chúc mừng hai con đã được một tuổi. Chúc hai con luôn mạnh khỏe và hay ăn, chóng lớn. Lớn lên là người có ích cho xã hội. Đặc biệt, biết yêu thương hai cha của mình vì hai cha rất yêu thương hai con tất cả vì các con. Nhanh quá, mới ngày nào mà đã bằng này rồi. Trộm vía, hai em đáng yêu quá. Cuối năm 2022, Hà Chí Quang, Thanh Đồng chào đón cặp đôi ca ca và muội muội. Theo anh, việc sinh con bằng thủ tinh bằng ống nghiệm rất tốn kém. Nhưng con cái là vô giá nên bao nhiêu cũng không đáng kể. Hàng ngày, Hà Chí Quang và bạn đời cùng chăm con. Họ thức đến rạng sáng, chậm mắt một lúc vừa tỉnh giấc để lo pha sữa, thai bỉm. Cả hai tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau sau đám cưới cổ tích.